Rồi như vậy thì cái bài của chúng ta hôm nay chúng ta đặt vấn đề là nhập vô số 1 in chữ 1, nhập số 2 in chữ 2, nhập 3 in 3, nhập 4 in chữ 4. Và chúng ta sẽ sử dụng lệnh if. Cho nên thầy ghi là num to string sử dụng if. Cái này là thầy đặt tên hàm thôi nhé. Thầy muốn đặt tên gì thầy đặt. Thầy đặt bé Na cũng được nha. Nhưng bé Na không ai hiểu là thầy đang muốn cái gì. Thầy đặt là num to string sử dụng if. Bây giờ trước tiên mình phải có A cái đã. Mình phải có A cái đã. Nhập vào một số chấm phẩy print. À, nhập số cách ra chấm phẩy scan phần trăm đề vậy và số rất quen thuộc. Các bạn code làm sao mà đến lúc mà chúng ta gõ mà chúng ta không cần phải suy nghĩ mới được. Những cái lệnh cơ bản này code không cần suy nghĩ thì mới thành công. Chứ còn code mà phải hỏi từ chỗ này code cái gì, tại sao code như vậy thì chưa chính được. Và chúng ta sẽ có nếu như số bằng 0 thì xuất ra chữ 0. Nếu xuống dưới. Nếu số bằng 0 là if mà thì mình làm gì? Xuất ra chữ 0. Chỗ này các bạn đừng có xuất vội, các bạn sẽ character thêm một cái mới nha. Character sound s, các bạn học thêm cái kiểu dữ liệu mới giúp thầy. Cái này nó giống như là dạng là S này. Nhưng mà cái này là bạn phải khai báo bao nhiêu ký tự. Còn thầy chỗ này nếu bạn dùng sao, tức là dùng con trỏ, thì các bạn không cần khai báo số lượng ký tự. Rồi mình cứ làm theo đi. Rồi từ từ mình sẽ ngấm dần. Kiểu dữ liệu là sao S, chỗ này thầy sẽ làm gì? S bằng 0 chấm phẩy. Và chúng ta sẽ có gì? L. Và chúng ta if tiếp. If cái gì? Số bằng 1 thì làm sao? S bằng 1. Kịp không? Và tương tự như vậy chúng ta else if tiếp. Bằng gì? Bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 6, bằng 7, bằng 8, bằng 9. Chỗ này là bằng 1 xong rồi. Bằng 2, bằng 3, bằng 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chỗ này chúng ta sẽ thay bằng 2, 3, 4, copy ra thôi, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu như không phải như vậy thì sao? Mình sẽ có S bằng số 0 trong khoảng từ 0 đến 9. Số này không nằm trong khoảng từ 0 đến 9. Như vậy thì mình cứ else if liên tục các bạn. Else if. Else if liên tục. Và đến cuối cùng. Và mình sẽ xuất ra cái s, xuất ra phần trăm d xiệt t phần trăm s, mình xuất ra số là 1, s là 2.
xuống dòng cái. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái bài này. 5 tô string dùng lệnh ép. 5 tô string dùng lệnh ép. Được chưa? Chạy thử ha. Mình nhập vô số 6, xuất ra chữ 6. Nhập số 8, xuất chữ 8. Nhập số 0, xuất chữ 0. Nhập số 88, xuất ra 88. Số 0 trong khoảng 0 đến 9. Như vậy chúng ta đã sử dụng lệnh if để kiểm tra số của chúng ta từ 0 đến 9 và chuyển thành chữ tương ứng. Đây, lúc nãy chúng ta sử dụng lệnh if để chúng ta chuyển. Bây giờ chúng ta sử dụng lệnh seek k. Và chỗ này thay đổi lại là thành seek k. Mở đóng ngoặc. Được không? Kịp không? Mình chỉ có gõ cái tên này đó. Num to string sử dụng seek k. Mở đóng ngoặc tròn, mở đóng ngoặc nhọn. Kịp không? Điện thoại của thầy luôn luôn tắt chuông, nhiều khi quên. Nhưng mà điện thoại các bạn hình như là luôn luôn mở chuông. Ok, rồi, tốt. Tắt giùm thầy. Nghe, có thể nghe trong lớp cũng được, nghe nhỏ. Còn nếu mà nói to quá thì ra ngoài nghe. Còn nói nhỏ, chờ anh tí. Ok, rồi, tắt máy. Được. Không cần đi đâu hết. Được không? Không cần phải chạy ra ngoài đâu. Tiếp tục, chúng ta sẽ nhập vào thì cứ sử dụng lại cái cũ. Tí nữa chúng ta sẽ thấy seek k và if nó có cái khác nhau. Bây giờ nè, mình đã có số rồi và mình không yêu if nữa, mà các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái lệnh cấu trúc lệnh của seek k. Seek cái gì? Seek số. Nhìn nè, mở ngoặc nhọn, enter. Alo anh chàng, nhìn làm gì dưới? Học bài mới thì cứ nhìn lên bảng đi cái đã. Mình đang làm cái gì ở dưới rồi tí nữa là phải đuổi theo tiếp. Và đuổi theo hoài luôn. Đuổi đến khi rụng luôn. Đuổi riết là rụng á. Rồi nhìn lên bảng đi. Cố gắng tí nữa nhắn. Nó đợi anh tí. Tí nhắn. Rồi nhắn câu đợi anh tí đi. Nhắn đi. Hả? Thầy đâu biết. Không có đúng không? Không có, nhìn bạn. Ok. Còn đứa nào mà bận mà bồ gọi rồi gì đó gọi lại hết đi. Nhắn Zalo đợi anh tí. Thầy đang giảng. Đó, nhắn đi. Còn không là cắt hết nha. Ừ. Chứ suốt ngày mà thầy giảng mà cứ lo làm việc gì á. Rồi ok. Như vậy cấu trúc của chúng ta bây giờ không dùng if mà chúng ta dùng seek k. Cấu trúc của seek k nó là như thế này. Vô đây, mình có số rồi, mình gõ lệnh seek itch mở ngoặc số. Mình muốn kiểm tra cái gì bằng bao nhiêu thì mình đưa cái biến đó vô đây. Mở ngoặc nhọn thì tự động nó đóng ngoặc nhọn. Nếu nó không tự động thì mình đóng liền. Mở, đóng. Và case. Thứ nhất, nếu trường hợp số bằng 0. Đây là nếu đó. Nếu. Nhưng mà không dùng nếu nữa mà dùng key. Trường hợp là 0, tức là số bằng 0. Thì làm gì? Chỗ này mình không cần mở ngoặc nhọn các bạn. Không cần mở dấu nhọn.
mà bạn ghi ở đây bao nhiêu lệnh thì nó sẽ tính nguyên cụm này luôn, không cần mở, không cần đóng, nó cứ làm tuần tự từ trên xuống dưới, mở cũng được, đóng cũng được, không mở không đóng cũng được luôn. Tức là khi mà nó nhảy vô cái key này rồi thì nó làm từ trên xuống dưới. Rồi, trong này mình sẽ làm gì? S bằng 0 chấm phẩy. Và do nó làm từ trên xuống dưới cho nên nếu như mình thiếu cái lệnh này thì nó sẽ làm luôn cái key 1, key 2, key 3, key 4 luôn. Bởi vì nó làm tuần tự từ trên xuống dưới mà. Cho nên mình cứ xong cái key 1, cái key đầu tiên thì mình press nó ra để cho nó thoát, nó không làm nữa. Tương tự như vậy, mình có key bằng 1 thì S bằng 1 chấm phẩy và cũng break. Và tương tự như vậy, các bạn copy lên cho nó nhanh. Copy lên. Ctrl C. 1, 2, 3, 4. Như vậy đến 10 số rồi đó. Chỗ 0 rồi, số 1 rồi, chỗ này số 2, chỗ này số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được không? Đổi lại chỗ này. 0 rồi, 1 rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và nếu như người ta nhập một con số mà không phải từ 0 đến 9 thì làm sao? Mình sẽ có một cái nữa là default. Nếu trường hợp không thuộc những cái trường hợp trên thì mình sẽ thông báo S bằng số 0 trong khoảng từ 0 đến 9. Mình muốn thông báo gì đó là chuyện của mình. Đó là cấu trúc lệnh seek key. Và lệnh này có gì đặc biệt hơn so với if? Có gì đặc biệt hơn? Chú ý giúp thầy nè. Lệnh if, nếu như trong trường hợp bạn nhập số 5 đi, số bằng 5, thì nó vô nó sẽ làm gì? Nó sẽ so sánh với 0 một lần if. Nếu mà 0 không đúng, else, nó xuống nó so sánh thứ 1 hai lần if. Nó xuống nó so sánh với 2 ba lần if. Nó xuống nó so sánh với 3 4 lần if. Nó xuống nó so sánh với 4 5 lần if. Và nó xuống nó so sánh với 5 6 lần if. Vậy là nó if 6 lần nó mới ra được số 5. Còn đối với lệnh seek key, bạn nhập vô đây số 5, nó nhảy đến đây số 5 và nó xuất cái này ra. Nó gán cái câu lệnh này một lần duy nhất. Seek key nó chỉ kiểm tra một lần và nó nhảy đến đúng giá trị, chứ nó không có lặp lại để đi kiểm tra. Kể cả số 9 nó cũng nhảy trực tiếp đến số 9. Nếu là số 10 thì nó trực tiếp nó nhảy đến đây default. Cho nên khi mà bạn viết seek key, chương trình của bạn chạy nhanh hơn tí, tối ưu hơn. Thì chúng ta viết seek key. Và cấu trúc của seek key là seek cái gì? Đưa vô, mở ngoặc, đóng ngoặc. Và các trường hợp lựa chọn bên trong key, giá trị, tức là số, thì chỗ này số. Còn giả sử chỗ này là chuỗi thì chỗ này là nháy kép.
so sánh với chuỗi, chuỗi thì so sánh chuỗi, số thì so sánh số. Còn dưới này bạn làm gì thì nó sẽ làm tuần tự từ trên xuống dưới. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái đoạn code này. Lưu, dịch và chạy. Số 3. Nhập số 3. Mình thiếu gì đúng không? Thiếu gì? Thiếu xuất. Mình mới ship key mà mình chưa có xuất. Xuất là nhớ sau key nha. Chưa có xuất. Mà cũng may là mình chưa xuất cho nên mình biết là nó chạy đúng cái chương trình của mình đang viết. Chứ không nó trùng với ở trên. Nhập vô số 3, xuất chữ 3, số 5, xuất chữ 5, số 88, xuất là không có trong khoảng từ 0 đến 9. Và chúng ta thử nè. Bây giờ các bạn bỏ cái lệnh press này đi. Bỏ cái lệnh này đi, chú thích đi. Chúng ta nhập vô số 2. Nhập số 2 nó ra cái gì? Nhập số 2 nó ra cái gì? Hả? Nó ra 3. Đố các bạn biết tại sao. Mình nhập vô số 2 nó nhảy đến đây. Tại sao nó ra số 3? Tại vì nó nhảy đến số 2 rồi. Nó gán S bằng 2 rồi. Nhưng chỗ này mình không có thoát. Cho nên nó đi xuống tiếp, nó lại gán S bằng 3. Và chỗ này nó mới thoát nè. Cho nên kết quả cuối cùng là nó xuất cái S này. Nếu trường hợp chỗ này mà mình bỏ luôn, bỏ luôn cái print này, thì khi mình nhập số 2 nó sẽ in ra cái gì? Số 4. Và kể cả mình nhập số 3 nó cũng ra số 4. Mình nhập số 4 nó cũng ra số 4. Nhập số 1 ra 1. Bởi vì ngay chỗ 1 mình có fret mà. Đó. Ngay chỗ vị trí 1 mình vẫn giữ fret. Cho nên đến đây thì nó kết thúc. Vậy mình hiểu được cái lệnh fret này để làm gì chưa? Tức là xong cái key này thì thoát, không có làm tiếp. Chứ nếu mà mình thiếu fret là nó cứ đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đến khi nào nó gặp fret thì nó mới thoát. Đó là lệnh seek key. Kịp không? Kịp ha. Nếu không kịp thì vui lòng cài view giúp thầy.